Kính thưa cô bác anh chị em, bữa nay là ngày 25 tháng chạp năm 2022. Hiện giờ mình đang có mặt tại thị trấn Phú Mỹ, tức là trung tâm khu thương mại quý vị, để quay lại toàn cảnh buổi chiều cho cô bác anh em cùng xem nha. Đây là người ta bán bông cúc mâm xôi, bông giấy các loại nha quý vị. Cái này đã chú nói mấy? Dạ 450. À. Cái này 450 cặp hả chú? Đây là bông giấy nè, 450 nha quý vị. 450 cặp. Trăm rưỡi chậu ha, hết sức là bông đẹp nha quý vị. Cái này ta rép 2-3 loại màu nha. Chỗ này 3 màu 4 màu vậy nè. Bạn mini nhỏ ha. Cái loại tiền á khác hơn ăn. Thấy cây này đẹp này hết. Cây này đẹp mà nêu chắc hai cao giá. Vậy hả? Đường này là lên trung tâm thương mại quý vị, lên chợ Mỹ Luông nha. Bởi vì tại trung tâm thương mại này thì hết sức là nhiều ngã nha quý vị. Còn đường này thì đi xuống chợ Đình, tất nhiên là qua phà Thuận Giang nha quý vị.
Cái này giá bằng bánh không chú? Giá này 200 ngàn. À. Mình muốn cho nó lợi nó nở nhiều hơn ít vậy đó. Theo tôi lấy chậu này ha. Cái này là 4 màu nè. Chậu đó đó. Cái chậu nó màu gì? Dạ. Chậu đó nhiều màu đó mà nó cũng cao ráo nó thoáng nữa. Mà điều thì tùy theo. Ừ. Lấy cái chậu ngũ sắc kìa 5 màu kìa. Đó. Ừ. Đó. Rồi bởi vậy. Vậy là bưng một chậu rồi nha quý vị. Cửa hàng ở đây tôi đón là rồi. Quý vị ơi, chậu này 200. Chân Tết chắc là sáng sủa luôn. Rồi. Không mất tiền nữa. Thì hiện giờ là cái bãi bông cháy tại trung tâm thương mại nha quý vị. À, đường Lê Duẩn nha. À, nếu cô bác anh em nào mà mình thích bông giấy đó quý vị thì đến tại trung tâm thương mại tại chỗ này quý vị. Dịch nha quý vị. Chị bán thọ chị. Chị Năm bán cúc hả chị Năm? Dạ bán được không chị? Dạ. Rồi đầu năm mới chúc chị được nhiều sức khỏe nha. Rồi. Mua mai bán đắt cho chị. Rồi. Rồi chào chị nha. Dạ. Thì mình đi vòng tròn cái khu vực trung tâm thương mại về cho cô bác anh em cùng xem nha. Chiều nay tất nhiên là chiều 25 là tháng chạp nha quý vị.
Thì giấc này cũng gần 5 giờ chiều thì cô bác anh em cũng rộn việc nha quý vị. Cái này anh bán mấy cặp anh? Dạ cái này 1.1 triệu. Dạ. Đó là 800. Dạ. Đây là cúc nha quý vị. Bây giờ mình thấy ở đây là cô bác anh em đến đây để coi mai rất là đông nha. Giờ mình đến đây cho quý vị xem nha quý vị. Chào anh ba nghe. Dạ. Bữa nay đi Tết mua mai hả anh ba? Đi mua vá dầu Vim Son nè, sẵn yeah. Chơi. Dạ. Dạ. Tại mình có mai rồi. Cái này mình bán mấy cây hả chú? Chú ơi. Ừ. Cái này giá mấy cây hả? Cây 7. Dạ. Dễ chơi. Dạ. Trước thì cặp này 5 triệu dễ bán. Kính thưa cô bác anh chị em, hiện giờ là mình đang có mặt tại trung tâm thương mại thị trấn Phú Mỹ nha. Chỗ này cũng có cái vườn mai, có vườn mai rất là lớn nha quý vị. Thì mai này theo cái chủ nhà báo giá cho mình biết là 1.7 triệu hả chú? Và nếu cô bác nào anh em nào có cần xài thì mình đến tại trung tâm thương mại nha, thị trấn Phú Mỹ. Mai rất là đẹp nha quý vị. Này là hành nè, mấy cây hả? 200.000 cây nha quý vị. Hành trái dữ dằn luôn nha. Bên đó nó hát nhạc quá, quá cứ hát nhạc này không giống vậy quá. Rồi chào chị, bữa nay mình bán được không chị? Dạ bữa nay bán được. Dạ. Dạ. Hết sức là thọ đẹp cho quý vị. À, thọ này mình bán mấy cặp chị? 100.000. Dạ, một cặp 100 nha quý vị. Thì kính thưa cô bác anh chị em. Hiện giờ là mình đang có mặt tại trung tâm thương mại thị trấn Phú Mỹ nha. Chỗ này cũng có bán thọ rất là đẹp nha quý vị. À, thọ này mà một cặp 100 nha. Mà lửa hồi khác luôn. Dạ. Yeah. Trong đây đẹp không? Đúng rồi, mà trong đây đẹp, thọ này nó đẹp không à? Trời ơi, bớt nội hơn. Muốn gì chứ?
Chào chú. Dạ. Rồi, chào mấy cô nghe. Bữa nay anh bán được không chú? Khoảng 20 triệu rồi. Dạ. Còn nhiêu rồi cô? 200. À, 200. Đây là cái này hết sức là trái. Ừ. 200 ngàn chậu. Nhiêu rồi chị? Cái này trái cũng sai mà nó nhậu. Chết mẹ rồi, không đủ tiền rồi. Chào chú nghe. Mình bán mai được không chú? Dạ. Yeah. Hết sức cái mai này đẹp nha quý vị. Dạ. Mai. Dạ. Cây lớn mà, lớn hoành rồi đó. Dạ. Hết sức cái mai này bông. Sáu cặp á cô. Dạ. Dạ, nó rất là đẹp nha quý vị. Đẹp lắm.
cậu ha. Xe máy này. Xe đâu chở về luôn hay gì chị không? Bốn chậu kìa. Xe kìa. Xe không đại sao chở? Không. Chở rồi, chở về. Mình bán ở đây ha. Dạ. Nó sức là trò to lớn không quý vị? Nó bành bành không nha. À, như vậy là năm nào anh cũng chạy trơn á anh. Dạ. Đang mình lên đây chở bông rồi đó ha. Dạ, dạ. Rồi mình năm nay mình so với mỗi năm mình chở được nhiều không anh? Dạ. Dạ. Vậy hả? Năm ngoái chở được nhiều á. Dạ. Năm ngoái. Dạ. Năm nay tới chở bèo quá. Vậy hả? Rồi đầu năm mới. Chở xe về không mà đâu có tiền xe đâu. Dạ. Rồi đầu năm mới chúc anh được nhiều sức khỏe nha. Dạ. 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 Rồi cảm ơn anh nha. Để kêu cái trong chủ nhà lại đi. Anh thích mua đằng kia đó mà anh thấy nó nhỏ em không thích. Rồi, dắt ông chủ này. Cúc mâm xôi rất là đẹp nha quý vị.
cho một cái đó. Mình lựa lại. Cái này mình bán mấy cặp hả cô? Dạ. Mấy cặp hả cô? Dạ 200 chúng. Dạ. Dạ tại vì đó, nó nhiều cây mà. Dạ. Họ đứng đáng không? Kính thưa cô bác anh chị em. Dạ. Thì tại đây có một cái bãi thọ hết sức là bông lớn mà đẹp nha quý vị. Tại thị trấn Phú Mỹ, trung tâm thương mại nha. Hết sức là cái bãi bông thọ rất là lớn nha cô bác anh chị em. Cưng ở đâu mà đi chợ đây cưng? À vậy hả? Để năm nào cũng đi chợ hen. Năm nay mình so với mọi năm mình chở được nhiều không cưng? Cưng mới xuống chiều nay à? Vậy hả? Đây theo đôi mắt của mọi người. Đấy, trước màu xanh đẹp. Cái này được không? Cái này mình bán mấy cặp hả chú? 80. Dạ. Kính thưa quý vị, đây là thọ ông chú ông bán 80 ngàn cặp quý vị. Tại trung tâm thương mại thị trấn Phú Mỹ nha. Thì cô bác anh em nào có muốn xài thọ thì mình ra đây mua quý vị. Thọ rất là đẹp, bông lớn không nghe. Chú ở đâu đi bán đây chú? Cũng ở đây ở Hòa Hảo. Vậy hả? Dạ. Dạ. Đếp lại. Dạ. Thì cũng nhân dịp đầu năm mới nha. Chúc chú được nhiều sức khỏe nha. Mình mua mai bán đắt nha chú.
Dạ cảm ơn chú luôn. Kính thưa quý vị, giấc này thì cảm thấy cô bác anh em, cái người dân tiến ra trung tâm thương mại rất là đông không quý vị. Chào chú nghe. Chú này không có nhân viên với mình nè, bắt tay với chú cái nữa nè. Rồi bắt đầu. Cây mai muôn nhiêu anh? Hả? Cây mai muôn nhiêu hả? Muôn mấy ẩm. Vậy hả? Dạ. Hết sức là bông ha. Không có mua mà không bán. Cây mai này là khủng không quý vị, hết sức là cây mai lớn nha. Kính thưa cô bác chị em, giấc này là gần 6 giờ tối nha quý vị. Thì cái quang cảnh tại trung tâm thương mại nha, giấc này cũng là rất nhộn nhịp bà con nha quý vị. Giờ mình thấy rất là đông vui luôn. Đây là trung tâm thương mại quý vị. Trung tâm thương mại của Mỹ nha.
Đây là cái hành rất là đẹp nha quý vị. Đây là mai quắn nha quý vị. Đây là chậu hạnh với giá 200 ngàn một cây quý vị. Cho nên là cái hạnh này rất là trái nhiều nha. Thì kính thưa quý vị, thì cái bãi hạnh này tại trung tâm thương mại thị trấn Phú Mỹ, hiện giờ mình đang có mặt tại đây nha quý vị. Thì cô bác anh em nào cần xài mình đến ngay trung tâm thương mại Phú Mỹ mình mua cô bác anh chị em. Hết sức là hạnh đẹp mà trái nhiều nha. Dạ. 200 cân ơi. 200. 200. 780 không bán đó. Rồi chào mấy em nha. Mình uống cà phê với kem rồi hả cưng? Dạ. Rồi mình Tết này mình uống so với Tết năm ngoái mình thấy vui hơn không? Vui. Dạ. Rồi chúc mấy em chưa bước thêm năm mới được nhiều sức khỏe nha. Rồi cho chào pháo tay quý vị. Rồi chào mấy cưng nha. Rồi kính thưa cô bác anh chị em, video mình ở đây đã kết thúc rồi quý vị. Rồi xin hẹn lại lần khác nha. Xin kính chào.